từ hai bên dồn một điểm đấy là hợp. Nó có nhiều cách, nhiều biến thể. Thế này có thể là phân nhé, hoặc đan hai tay vào nhau như thế này có thể phân ra nhé cũng được, hoặc từ thế này nghĩa sang hai bên cũng là phân nhé. Đấy. Hoặc từ hai bên dồn một điểm nhé cũng là hợp nhé. Cái nhánh của chặt thôi. Thì loạn thì dối rồi đấy, thì dối thầy cũng dối rồi đấy. Làm nhá, cụ nhớ cho tôi cái phần cụ thơ đấm chặt tay đặt bóp cờ ấn điểm bấm huyệt thớ theo đành còn ra xoa xác biết ai ơi phân hợp kéo phát ta thở nhớ ghi đấy, nhớ cái câu được mấy câu thơ thôi, hai ba câu thơ thôi được rồi. Còn đâu những cái phần nhỏ nhỏ như là gõ hay là nhào hay là bóp nhấp đấy là cái đi sâu rồi, đi vào những cái nhỏ nhỏ nhỏ.